4 tháng 11 năm 2022 thì bây giờ đó là mình tới ban trị sự ở Phú Yên. Giờ này là 17 giờ chiều, mình đang ở Bửu Sơn Tự. Và cái bữa cơm chiều ở đây là sắp tàn rồi. Buổi chiều lúc 17:30 ngày 14 tháng 11 năm 2022. Lo trong buổi sáng buổi chiều là xong hết rồi đó, ăn xong hết rồi. Hai giờ mà bây giờ tới 4 giờ, 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì cái bếp thì bây giờ đã tàn tro, bếp này cũng tàn tro rồi. Chiếu gói chắc có lẽ mình vô mình lấy túi luôn cái gì vậy? Thấy mọi người đem túi lên rồi. Chú hết chú đi chú ra. Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Một túi lớn một túi nhỏ với một túi cũng đi lấp mãi rồi mang rồi lấp đội nữa, đi cũng như là vũ khách đẹp. Ngôi Bửu Sơn Tự này bắt đầu mình tiếp tục cuộc hành trình của mình là ngày thứ 3. Việt Nam Thái Thanh đại vũ Việt Nam đã phát thanh chưa hả? Đó mình đang chung cái hành cùng mong quý vị. 4:40 sáng là mình đã tới đây rồi. Cuối đằng đuôi rồi đó, mình thấy cái đuôi của hàm rồi đó. Rồi, ra khỏi hàm Nguyên, ra bắt đầu ra lộ mình đi tiếp anh. Hồi sáng thì mình ghé một cái điểm là ở Cà Ná này. Ở khu du lịch Cà Ná đó quý vị. Thì chiếc xe này mình thấy là 23.850 kg, có nghĩa là cái xe này 24 tấn. Bây giờ này là 16:45 ngày 14 tháng 11 năm 2022. Thì bây giờ đó là mình tới ban trị sự ở Phú Yên này, sông cầu Phú Yên. Thì giờ này là tới giờ cơm đó. Bây giờ đoàn mình đang ngồi ăn cơm nè. Và mình tập trung ăn cơm nè, tất cả các bàn nè. Đây cô. Ủa vậy mai mình ăn thử nó mới đi á chị. Rồi bây giờ tập trung ăn rồi quý vị. Mình vừa đi tắm mới vô rồi, bây giờ mình tiếp tục mình chưa hết, còn một số đi tắm nữa. Còn cái số này thì ngồi ăn trước nè, mình thấy còn 2 mâm nữa.
Đó, tất cả là bốn màu. Được không? Là cái đoàn mình ở đây là đang dùng cơm nè. À, dùng cơm cái đoàn ở sông Cầu ở Phú Yên. À, mình đang tới ban trị sự là mình là về tới đây mình ăn cơm nè. À, ở đây thì mình thấy dọn ra bốn bàn, nhưng mà ăn thì ngồi trước hai bàn, còn một số còn đi tắm, còn một số là bên phần tụ bị là còn làm rau cả. Đây cái gì? Còn hai bạn nữa này. À, à cái gì thấy không? Còn để sẵn luôn nè. Giờ này là 17 giờ chiều, mình đang ở Bửu Sơn Tự. Là cái bữa cơm chiều ở đây là sắp tàn cuộc của cái gì? À, sắp tàn cuộc của bữa cơm chiều ở đây rồi. Thì bây giờ mình quay thêm clip nữa. À, đây là hai bà ăn cơm, mà ở đây giờ này thì chỉ còn có hai người thôi. Đó, mọi người ăn gần xong rồi. Và ở đây là cái phòng, một phần là cái khu mà làm bếp nè. Và ở đây là bên cái nhà bếp đang nấu ăn nè. Đó. Đây là buổi chiều cho ở Bửu Sơn Tự quý vị. Đây. Buổi chiều ở Bửu Sơn Tự mình đang ở trong dọn cơm ra ăn, là mình tắm hay trễ thì mình ăn sau. Sẵn còn sáng rồi mình ghi buổi chiều cho quý vị xem nha. Giờ này là 17 giờ rồi. À, Thạch Vũ đại ca đó. Đó. Ngày nào cũng quét hả chú Tư? Đâu cái gì, mình ra trước ở trước sân này. Mình ra từ cái cổng phụ này. Bởi vì mình tranh thủ mà mình ghi hình cho chiều nay, sáng mai mình đi sớm rồi. Mình đi sớm qua Hướng Hóa Quảng Trị rồi. Mình sáng thì mình ghi hình không có được tốt. Bây giờ này là trời mưa quý vị, chỉ mưa rất là dữ nè. À, mình tranh thủ mình ghi hình, nhiều khi sáng 4-5 giờ là đi mình đâu thấy ghi hình được gì đâu. Đồng ý là buổi chiều mình đi tới rồi mình có ghi hình rồi, nhưng mà giờ này thôi mình ghi lại một lần nữa vào buổi chiều. À, buổi chiều phong cảnh nó có khác không có gì. Quay giáp à, đi lại quay vòng vào buổi chiều. Yeah, mình đi trở lại. Đây là cái chỗ này là mấy cô bên nhà bếp. Đó. Mấy anh này thì lo rau cải cho buổi sáng này. Cái này chuẩn bị cho buổi sáng hay gì anh? À, sáng mai là mình ăn đó phải không? Buổi chiều thì coi như xong xuôi hết rồi. À. Dạ, để chút xíu em ngồi. Đây cái bàn, hai bàn này bắt đầu ngồi tiếp tục rồi nè. Không giao nữa nghe. Đó là cơm chiều. Cơm chiều bữa nay là bốn bàn.
Hai bàn đã xong rồi, giờ đây là tới hai bàn này rồi, mình đi vô chỗ có phần cái phần cái phòng chuẩn bị cho buổi sáng này cho mình xem nha. Đó, mấy anh mấy chị lo lặt rau này để ngày mai tiếp tục, buổi sáng tiếp tục nè. Ngồi 200 tiếng luôn hả? Đi tới tới đầu mà. Cô này cô rửa chén nè. Trong này là khu nhà bếp nè. Đó, anh này thì pha trà. Làm xong về trà nước. Đó. Lùi ra. Đó, bên các bạn này uống trà rồi. Cái phần cơm là xong, bây giờ tới phần trà rồi. Ở trong mình sẽ đi lùi ra. Lùi ra phía hôm nay là tranh thủ gì rồi. Tranh thủ đó. Phía bên đây là mình trở ra bờ Bửu Sơn Tự nè. Đó. Đó, quý vị thấy Bửu Sơn Tự chưa? Và ở trên mình thấy ở trên nhà trời mưa, chuyển mưa đang thui thủi luôn. Đó, mình đang ở trong, mình lùi ra nơi bộ Bửu Sơn Tự và mình bắt đầu mình lùi ra tới ngoài cổng cho quý vị xem nha. Bởi vì nhờ nó sáng, ánh sáng không tốt, mình phải đi lùi. Mình đi ngoài vô, bây giờ quý vị thấy ở phía trên trời mưa, mưa giăng mù mịt luôn. Đó. Ở đây quý vị thấy hai bên nè. Đó, bên kia là cái đoàn xe của mình, một chiếc xe 9 chỗ, một xe 29 chỗ và một chiếc xe 23 tấn. Đó, mình đang lùi ra trước tới cổng rồi đó. À, đây là cái cổng nè. Đây mình lùi ra khỏi cổng cái gì, ở đây là cái cổng phụ, cái cổng chính là bên kia. Tháng 11 năm 2022 cái gì, nhằm ngày 21 tháng 10 năm Nhâm Dần. Đây là ngày thứ hai mình đi quỹ đạo ở Hướng Hóa Quảng Trị. Ở xung quanh đây thì quý vị xem ở đây. Xung quanh đây là cây kiển. Cây kiển bao quanh đây luôn. Bao quanh khu này luôn. Đây. Ở cái cổng chính ở trong mình nhìn trở ra nè quý vị. Hồi buổi chiều 17:30 nè. Buổi chiều 17:30. Đây mình đi lại cái ở phía trước. Ở phía trước cái ngôi Bửu Sơn Tự đây. Ở bên đây là dãy hàng xài. Và đây là ngôi Bửu Sơn Tự. Buổi chiều lúc 17:30. Ngày 14 tháng 11 năm 2022. Rồi mình trở lại chiếc xe xe tải của cái đoàn mình đi
quỹ đạo nào quý vị. Đây mình đi phía đường trong hàng sát hàng rào nè. Ở bên đây là chiếc xe tải, mình thấy là xe chở hàng cứu trợ các tỉnh miền Trung. Hồi sáng thì ghé mình ghé một cái điểm là ở Cà Ná rồi, ở khu du lịch Cà Ná đó quý vị. Thì chiếc xe này mình thấy là 23.850 kg, có nghĩa là cái xe này 24 tấn. Còn chiếc xe này là chiếc xe 29 chỗ. Còn chiếc xe này là cái xe 9 chỗ, là tất cả 3 chiếc. Em đi lăn luôn nữa gì. Đó, mình từ cái cổng phụ thứ 3. Cái cổng thứ 3 mình vào cổng rồi đây. Cái cổng này gào lại rồi, tại vì buổi chiều xe có độ trên đây thì gào lại để giữ, tại cửa vẫn mở nè. Chiếc xe tải này 23 tấn này quý vị thấy nè. Trọng lượng 23.850 kg. Đó, chiếc xe khá là lớn. Lùi xa cho quý vị thấy chiếc xe tải nè. To đùng luôn. 24 tấn hàng. Và sáng thì ghé cho một điểm ở chỗ khu du lịch Cà Ná, mình ghé cái điểm đó phát một số quà rồi. Rồi mình rồi trở lại cái khu nhà bếp nè, mấy cô đang rửa chén này. Còn mấy anh ở đây thì mấy anh với mấy chị ở đây là rau nè. Rau lo trong buổi sáng buổi chiều là xong hết rồi đó, ăn xong hết rồi đó. Mà cái người mà muốn thắng cái đức năng thì nó mới thắng cái số, mà cái số của mình, mà số của mình, mình nghiệp lực của mình là cái đức mới quá giỏi được. Chứ còn cái không có đức của người nó thắng ta. Dạ, dao này là qua chưa rửa hả? Thì làm là chút sáng em vứt quá trời luôn. Thấy có sao không? Thấy luôn không? Thấy luôn không? Có đá phải rồi. Đâu khóa cửa hả? Bây giờ là 3:50 rồi, 3:50 gần 4 giờ. Hôm nay là ngày 15/11/2022, cũng là ngày 22/10 năm nhâm dần quý vị. Thì ở đây là nơi cái phòng của mình ngủ qua đêm hôm nay nè. Thì hồi nãy giờ mình thức hồi 3 giờ hơn. 3 giờ hơn là mình đã thức rồi. Thì mình đi buổi sáng thì mình đi ra ngoài, mình đi rửa mặt đồ này kia, sinh hoạt đồ nào kia xong hết trơn rồi. Bây giờ mình trở lại cái phòng mình đây. Đó, ở đây thì những cái dãy phòng nó có quy củ, có sao đâu, thẳm tăm tắp luôn. Giờ đi một vòng cho quý vị xem nha. Đây là những nơi để mà mùng mền chiếu gối nè. Và ở trên đây là cái khu thờ nè, cái khu cúng ngôi chùa nè. Đây là ngôi chùa của Sơn Tự nè. Sáng hôm nay
thì gần 4 giờ rồi, mình thức hồi 3 giờ hơn. Ở đây là quang cảnh ban đêm quý vị. Mọi người đang cầu cúng nè. Rất là yên tĩnh nè. Tại vì diện tích đây nó rất là rộng, thành ra nó nằm ở đây thì cái tiếng động của xe chạy ở ngoài mình thấy cũng rất là nhẹ, nhỏ luôn. Mình nghe cũng rất là nhỏ luôn. Mình đi cái sảnh bên hông. Đây là phần trong mình tránh điện. Cái cây nó ăn gì vô mấy cái bọc hết rồi, cây vô mấy cái mô hộp cơm hộp hết rồi. Đó, là bên khu bên kia mình lấy đôi dép mình. Đây bên đây là cái những cái khu mà chén bát này. Những bát đã dọn hôm qua mình ăn ở cái khu này quý vị. Ngồi ăn với khu bàn ở đây. Ở đây là cái khu nhà bếp. Nhà bếp thì đỏ lửa từ lâu rồi, bây giờ thì chỉ còn than thôi. Mấy cô thức rất là sớm. Mình thức dậy là mấy cô đã nấu gần xong hết rồi. Bây giờ thì quý vị thấy cái đây còn cõi nào, cái nồi canh chua này, canh chua đậu bắp này là mấy cô đã vô hộp cơm hết rồi. Con vô hộp xong hết rồi hả cô? Tất cả bao nhiêu hộp hả cô? Bao nhiêu hộp mình có đếm được không cô? 34 hộp. Dạ. Yeah. Mấy cô thức hồi lúc mấy giờ? 3 giờ. Dạ. 2 giờ mà bây giờ tới 4 giờ, 2 tiếng đồng hồ rồi. Đó, thì cái bếp thì bây giờ đã tàn tro, bây giờ đây, bếp này cũng tàn tro rồi, chỉ còn cái áp nướng bắt lên là biết rồi đó. Làm cái cổ đã xong cái khâu nấu nướng là xong xuôi, cho là bắt cái nồi nước để bắt nồi trà lên ấm trà là xong á. Dạ không, cô cũng nói vậy thôi chứ con không uống trà. Ở đây hình như là hai bếp hả cô? Hai bếp, ở ngoài thì bếp lớn. Ở đây thì bếp nhỏ ha. Đó, bây giờ thì mình trở lại cái khu nhà bếp bên kia.
Yên tâm. Mình nói mình đi ra cái ngõ này rồi. Đây. Cái ngõ này thì để ở bên đây thì mình thấy để là cái những cái khu tô chén. Tối không thấy đường cái gì. Ở đây mình chỗ ra cái khu ở đằng trước kìa. Đây, mình chỗ ở khu đằng trước rồi. Và bên đây là xe của mình. Đó, chỉ xếp xe tải chạy rồi anh. Xe tải chạy khuya rồi. Mình này mấy giờ chạy không biết. Ở xe mình bắt đầu mấy giờ mới khởi hành nha bác tài? 4 giờ hả? Dạ. À, xem là 4 giờ khởi hành bây giờ. Thì bây giờ là 4 giờ rồi. Thôi mình đi mình đi sơ một vòng rồi bắt đầu mình trở ra mình lấy đồ. Ở đây là cái khu nhà tắm nè. Đó, khu nhà tắm. Và phải trở bên này thì quý vị thấy ở đây là mình đi thẳng lại sao chứ quý vị xem nha. Bởi vì hôm qua trời mưa mình không có đi được cái khu nhà ở đằng sau cái khu trụ mặt nè. Rất là rộng luôn. Đây. Cái nhà vệ sinh ở đằng sau này đi tách biệt ở cái khu nhà tắm với nhà ăn nó rất là xa. Ở đây thì làm có cái quy củ hơn. Ở hầu như gần ở sau hậu của cái chùa luôn rồi. Có bức sơn tự luôn. Và đây những cái khu này là phơi đồ nè. Đó, mình chỉ thấy dạng dạng thôi. Ngày hôm qua là buổi tối rồi bị trời mưa luôn rồi mình không có ghi hình được cái khúc sau này. Rất là rộng quý vị. Như trong cái clip mình có hỏi diện tích của chú đó rồi đó. Đây khu nhà. Dạ. Vậy là cũng đến giờ rồi. Cái dĩa xưa nè quý vị. Đây, cái dĩa cổ nè. Này là đúng là dĩa cổ luôn nè. Đó. Bây giờ thì không còn nè. Này bát tiên nè. Đó. Dĩa bát tiên nè. Dĩa này giờ rất là hiếm. Rồi, bây giờ mình quay trở về đây. Hồi hôm là mình tản cư là hôm bị trời mưa đó. Thôi đồ ở khu sau này, bây giờ mình lấy trở về khu này. Không. Cô không đi vô. Thôi là quên nữa rồi đó. Dạ. Cái chị Văn chỉ muốn dắt nữa. Dạ. Ba đồ này nữa. Sáng chủ yếu là đi lên lấy cái này nè. À, vậy. Quên thì mình hẹn kỳ sau mình lên mình lấy. Rồi, thế là mình lợi cái khu nhà sau này để phơi đồ cũng rất là cũng rất là thoáng luôn. Tại vì cái khu này rất là rộng. Đó, bây giờ mình trở lại cái giải phẩm mình rồi nè. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây là 9 phòng. Đó, còn một giải bên kia nó có gì. Và ở đây thì được chân dung của Đức Thầy. Mấy cái khu này hôm qua mình có ghi hình hết rồi. Đây là nơi chân dung của Đức Thầy. Bây giờ mình trở lại cái phòng này. Rồi mình trở về cái phòng của mình để mình lấy túi. Đây. À, cái tủ.
mùng màn chiếu gói. Thì ở đây để cũng quy củ giống như ở chùa Thới Sơn. Chùa Thới Sơn mà mình đi đợt giếng Đức Phật thầy Tây An đó, thì mình cũng thấy cái khu đó rồi. Rồi bây giờ mình trở lại cái phòng mình nè. Đây đồ của Thuận Điền nè, hai ba lô, mình cũng hai ba lô luôn. Bây giờ mình xếp vào. Rồi thì giờ đồng hồ là 4:10 rồi. Chuẩn bị từng xong chưa? Thì mình khi mình đi vô lấy hàng lấy đồ cái là mình xong mình đi vô. À, lấy. Chắc có lẽ mình vô mình lấy túi luôn cái gì à? Thấy mọi người đem túi lên rồi. Thì không biết Thượng Điền ở đâu cô chị ơi. Chắc có lẽ mình đi hình đâu đây. Bây giờ mình lấy là bây giờ không biết anh đi ghi hình ở đâu. Thì bây giờ thôi mà mình đứng trước, đứng trước. Như vậy là mình sẽ rời cái phòng này, cái phòng thân yêu hôm mình ngủ rồi, chỉ còn một cái túi của Thuận Điền đây thôi, cái túi kéo thôi, cho anh đi đến nhẹ, cho anh đi sau mình. Thì bây giờ mình đi trước thì thủng thẳng mình đi. À, quý vị thấy mình mang bao băng bị lĩnh kỉnh lĩnh kinh nè. Đây đây cái gì, một túi lớn một túi nhỏ với một túi Thuận Điền đó. Đây, cái gì thấy chưa đó, mang ba túi rồi Thuận Điền chỉ còn một cái túi kéo thôi. Đèn anh thấy đèn đâu, nút ôm đúng hả,
Em đi trước đi. Ủa Tư không? Thấy Tư không à? Sơn. Sơn à? Ủa anh nãy là phải anh chủ trì chùa đó ta. Ừ. Hết chú đi chú ơi. Dạ, cảm ơn dạ. Chú nhiều nha. Dạ dạ. Dạ. Còn cái thôi nghe đi. Quẩy hết rồi còn túi cái kéo thôi. Bây giờ trên đường mình đi ra xe, mình đi ngang cái gian bếp nè. Rồi, xe mình nè. Xe 29 chỗ nè. Còn cái xe này là cái xe 9 chỗ nè. Đây là chiếc xe em lăn à, xe này cũng lên là bắt đầu chuẩn bị đi rồi. Đâu cái gì đẹp. Ừ. Mình tới nơi rồi. À, gặp Thành Vũ đại ca lên trước rồi. Làm sao? Thấy chưa? Không biết có đủ đồ không á. Thứ ba.
thì mình trên đây thì mình thấy ghế vẫn còn chưa có đủ, có mấy cô còn ở dưới thì xe bắt đầu lưu ra cổng thì bắt đầu chờ mấy cô lên đủ là mình chạy luôn. Thì trước tiên là như vậy đó. Thì cái đoạn này đi
hơn nữa, đoạn đường là mình chung ra bên kia hầm mà đó. Ủa sao không đi thị thời gian như hôm qua ta? Ở trên này phải không? Rồi mình đang chung vào đèo của Cù Mông thì bây giờ là mình ra gần ra khỏi cái đèo Cù Mông rồi, cái gì chứ hầm, chứ mình chung hầm, mình chung hầm Cù Mông thì bây giờ mình ra gần ra khỏi là hầm rồi, mình bắt đầu ra cuối đằng đuôi rồi đó, mình thấy tới cái đuôi của hầm rồi đó. Rồi ra khỏi hàm quý vị, ra bắt đầu ra lộ mình đi tiếp mình. Thấy được rồi, bây giờ tới sáng mình đi dịch tiếp.